Đại cương về dược liệu. Sau khi học xong bài, các bạn cần đạt mục tiêu sau. 1. Trình bày được định nghĩa và lịch sử môn dược liệu. 2. Nhận thức được vị trí của dược liệu trong ngành y tế và... Nội dung bài gồm: định nghĩa môn học, lịch sử môn dược liệu, vị trí của dược liệu trong ngành y tế và trong nền kinh. Định nghĩa: dược liệu học là môn học nghiên cứu về hóa học và sinh học những nguyên liệu dùng làm thuốc có nguồn gốc thực vật. Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên về nguồn gốc dược liệu, thành phần hóa học, vi phẫu của dược liệu, tác dụng, công dụng của dược liệu, yêu cầu chủ yếu, xác định được chất lượng dược liệu. Dược liệu có thể là tất cả các bộ phận của cây, con vật dùng làm thuốc, một hoặc một vài bộ phận của cây, con dùng làm thuốc, những chất chiết ra từ cây. Lịch sử môn dược liệu, tính chất chữa bệnh của một số thực vật hoặc động vật được tình cờ phát hiện, rồi được tích lũy dần thành kinh nghiệm trong quá trình phát triển của xã hội loài. Phương Tây, khoảng 5.000 năm trước công nguyên, người Babylon đã biết tác dụng của nhiều cây, con vật làm. Ai Cập đạt trình độ cao về ướp xác và biết dùng nhiều cây, con vật làm thuốc. Hy Lạp, sử dụng trên 200 cây thuốc. Lời thề Hippocrates. Phương Đông, Việt Nam. Việt Nam có nền y học lâu đời và khá phát triển. Thần nông là vị thần của nền văn minh lúa nước. Thời Hồng Bàng, biết nhuộm răng, ăn trầu, biết uống chè, dễ tiêu. Nhà Lý, lập Ty Thái Y, trao đổi dược liệu và giao lưu với Trung Quốc. Nhà Trần, viện Thái Y, tổ chức thu hái và trồng thuốc nam chuẩn bị kháng chiến chống nhà Nguyên. Nhà Lê, viện Thái Y và tế xanh đường. Phạm Công Bân, Chu Văn An đời Trần, tổng kết 700 phương thuốc. Tuệ Tĩnh 1330, nam dược trị nam nhân. Trước tác còn lại, Hồng Nghĩa Giác Tự Y Thư, nam Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Y học thời Pháp thuộc tổ chức y tế theo lối Tây Y, hạn chế động y. Đinh Văn Nho và Phạm Văn Thái Trung Việt dược tính hợp biên. Phó Đức, y học cổ truyền sau năm 1945. Chính sách kết hợp Đông và Tây Y, có nhiều chính sách phát triển về dược liệu, lập các cơ quan nghiên cứu Đông Y, sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, dược liệu Việt Nam, dược điển Việt Nam, từ điển cây thuốc, tài nguyên cây thuốc Việt Nam, viện dược liệu 1.000 cây thuốc, thông dụng viện dược liệu, vị trí của dược liệu trong ngành y tế và trong nền kinh tế quốc dân, mời.